Chào mọi người, đây là thằng cuối cùng của đàn con Loki. Quay cho cu cậu cái video trước khi cu cậu về nhà mới. Thanh niên này thì tưởng là có duyên với lại Sài Gòn hoặc là Hà Nội, nhưng cuối cùng là này, không phải. Đấy là một cái câu chuyện dài. Sài Gòn thì mọi người biết rồi. Hà Nội thì có bạn Tinh Thành, bạn ấy có gọi bạn ấy để bạn ấy sang bạn ấy xem, cũng rất là muốn đón. Nhưng mà bạn ấy sang ấy đúng vào cái lúc mà mình không cầm máy, bạn ấy không gọi trước khi bạn đi. Thành ra là bạn sang rồi bạn ấy gọi chán, gọi lỡ rồi bạn ấy về. Đến ngày hôm qua thì bạn lại bận và có thể là khi mà bạn sang không đón được thì như thế nào ấy, nó không còn duyên nữa. Thì muốn cho em ở lại Hà Nội hoặc là đi Sài Gòn đều không có được. Thì ngày hôm nay chủ của thanh niên này từ Nghệ An ra. Có một bạn ở Nghệ An, bạn Tài ở Nghệ An. Bạn ấy theo dõi và bạn hỏi mấy hôm rồi. Bạn ấy thì bạn ấy hỏi chó của trại lâu rồi. Nhưng với cái đàn này thì bạn hỏi mấy hôm. Thì mình ngại nhất ở Nghệ An là bởi vì là mấy hôm nay nó bắt đầu nó chuyển sang nóng rồi. Chuyển thì chẳng biết chuyển gì được. Nếu mà chuyển tàu thì bạn lại phải xuống Vinh, bạn nhận xa. Bạn thì ở Nghệ An nhưng mà gần Thanh Hóa. Thế mà xe khách thì là mình sẽ không chuyển rồi. Nóng bức là mình không có chuyển, trừ phi là xe người nhà đi ngồi cùng với lại lái xe hay như thế nào đấy, chứ còn nếu mà chuyển cốp là mình không có chuyển. Thì cũng nói với bạn như thế, bạn muốn bắt thì cũng nói với bạn như thế này, chẳng biết chuyển như thế nào mà, bởi vì chuyển, nếu mà chuyển xe khách là mình không có chuyển rồi. Thì trưa nay là bạn ấy bảo là thế thì để em bắt xe ra, bắt xe con ra, nên là bắt xe con hay là đi taxi. Đang trên đường đến, sắp đến nơi rồi, khoảng tầm tiếng nữa đến, cho nên là quay cho thằng cu trước. Đi ra mất khoảng hơn 3 tiếng là em sẽ về Nghệ An em sống nhá, thanh niên nhá. Thanh niên này cuối cùng lại là thanh niên là lại có cái bộ hàm chuẩn để mà đi thi. Đây thì đây mọi người ngắm đây, ngắm thanh niên tí. Ngày hôm qua tắm cho thanh niên, hôm nay mới quay video. Hôm qua tắm cho thanh niên mà lúc mưa gió thành ra thanh niên cứ rúm là thanh niên ngồi xuống. Đây, Loki con, đứa cuối cùng, cao số. Cuối cùng em có duyên về đất Nghệ An, về trạm thu phí Hoàng Mai, Nghệ An. Thôi cho em đi chứ em ở đây em toàn bắt nạt mấy em bé hơn thì cứ đè chúng nó ra bắt nạt mệt nhá nha. Không có đứa nào mà bước vừa cả, toàn hàng đại ca mà em cứ bắt nạt chúng nó thì chúng nó lại cắn lại, cứ cắn qua cắn lại. Lông của chúng nó thì chúng nó đang thay lông, đang thay cái lớp lông ở bên trong, lớp lông sơ sinh đang rụng. Đây, nhổ nó ra này. Khi nào mà nó rụng hết cái lớp lông sơ sinh này thì cái lông nó sẽ mượt lại. Bây giờ nó đang bị rụng xù, trông như là cái kiểu là con chó đói ăn ấy. Trông thanh niên trông như là con chó đói ăn nè. Thôi xuống chơi nhá, xuống chơi để quay video chạy lăng xăng bắt nạt một trẻ con cái đi. Bắt nạt một trẻ con lần cuối trước khi về Nghệ An. Tí ta về với chủ nhá. Chủ nó bắt xe ra đây là mất có khi là từ Nghệ An ra mà lượt đi lượt về bắt taxi có khi mất đôi triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi lên đấy. Phi chuyển này khinh cao, nhưng mà như thế thì mới cho chủ bắt. Nhưng mà nếu mà gửi xe là nghe thế là ái ngại rồi.
Còn chi phí chuyển mà nó cao quá thì sẽ hỗ trợ cho chủ chăm cún bằng các cái đồ để mà chăm sóc cho cún. Cái đấy thì cũng không phải lo. Chắc chắn là chi phí là nó cũng sẽ tốn kém hơn những người ở gần, nhưng mà nó cũng không phải là phải trả hết đâu. Lắm thanh niên đi, không có ai gọi thanh niên để cho thanh niên ke tai nhỉ. Thanh niên tai, thanh niên cứ hơi rung rung rung. Hả? 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 Hôm nay trông phức rồi. Trông phức rồi, thơm hơn anh rồi. Sữa tắm xỉu thơm hơn cả chủ rồi. Mọi người mới trông phức. Đi đâu lắm đi đấy. À, tranh cả phần bên này các em ăn chung với mấy đứa trẻ con. Rồi ok, xuống nào. Hơ. Sao? Thôi cào cấu gì? Nhìn cái chân của các làm cho con này, chân của chúng nó rất là khỏe, cả chân trước và chân sau. Khi chân sau nó khỏe thì nó đứng nó sẽ hai chân nó sẽ bằng hông. Nào. Đây này, vết nấm này. Nằm nghịch là nằm cứ nằm cọ này, hai vết nấm ở đúng cái vị trí nằm xuôi chân xuống. Nên là sẽ phải gửi kèm thuốc để nhờ chủ bôi thuốc cho. Đây có ve rồi, có ve mấy ngày nóng gần đây thì có ve mới xịt thuốc xong. Ve nó đang thì bò ra, đang di chuyển chuồn. Ok, em đứng lên nhìn tí xem nào. Nào. Đứng lên xem nào, nhìn tí xem nào. Thiên nhiên ai nhỉ? Với giống rốt thì nó rất là dễ để kiểm tra bi cà, tầm này nó lộ hết rồi. Con nào hai cà nó là hai cà luôn rồi. Đây. Không có như là đất dê hay là một số giống là nó cà nó lộ muộn. Đây, như thế nào đấy chứ rốt là sẽ kiểm tra được hết luôn. Gang bàn chân của bọn này nó rất là dày. Chân sẽ rất là khỏe. Màu lông thì rất là cháy, như thanh niên này là có cái vạch đen ở chân giống bố Loki này. Tương lai là chắc là cái chân này sẽ là chân vũ bố đấy. Chân hơi có vạch đen. Thôi đứng lên đi, đi chơi đi, chúng ta đi chơi đi. Thanh niên ra đây chơi. Ra đây. Ai đây, ngồi. Thế chán lắm, ra đây. Nè. Đấy, chị Siro này ồn ào rồi đấy, chị Siro là muốn ăn bụt rồi đấy. Chưa, chú còn ăn đi, chưa có đi ngay, chưa ra ngay đâu, ra đây chơi đã. Khẩn chưa? Nào. Ra đây chơi. Hình như là thanh niên nó biết chuẩn bị đi xảo. Gọi nó ra, bình thường nó phi phốc một phát là nó sẽ phi ra. Ra bay ra khỏi cái ấy đi ngay, bay ra khỏi cái chuồng này ngay để phi ra ngoài ngay. Hôm nay là gọi không thèm ra, nằm ở trong đấy thôi. Có lẽ là nó biết thôi. Ok, thế thì tí nữa chủ đến là sẽ quay thêm đoạn video cún với chủ. Đây là tài chủ của đực cuối cùng. Con này là gọi là có duyên đấy. Chứ mà nếu mà không mấy em mà bảo mà gửi xe hay gì đấy là anh không bán đâu. Bởi vì tôi kinh lắm, gửi xe mùa này là thôi xong luôn. Bắt taxi ra đón cún về. Phải báo anh Sài Gòn là thôi đừng chuyển khoản nữa ấy. Chứ anh ấy thì anh muốn nuôi nhưng mà vợ anh ấy lại không ok lắm. Đi con này về nhà mới rồi này. Giờ bế được nó chứ nửa năm nữa là bế là khoai phết rồi đấy.
năm sau nữa là nó ngồi bằng mình ngồi. Đầu nào thế bế hơi nâng ngực nó lên, là hơi nâng ngực nó lên để đến lúc còn có cái ảnh. Hey. Ok, thằng chú nhìn vào đây xem nào. À đây là lọ xịt nấm đấy. Ok. Loại này thì toàn như thế nào anh? Hả? Loại này. Cái này là cái đồ ấy của nó bây giờ ở tuổi này của nó là một ngày 3 viên. Ngày 3 viên. Sang tháng sau thì một ngày 4 viên, sang tháng sau nữa một ngày 5 viên, rồi giữ một ngày 5 viên đến khoảng tầm 10 tháng. Là cái này. Còn cái này là một ngày, cái này là nó sẽ theo cân nặng của nó, là cứ một thìa cho 10 cân. Cái chibi này. Bây giờ là một ngày một thìa. Một ngày một thìa thì nếu mà cho ăn hai bữa thì cứ chia ra mỗi bữa nửa thìa. Cho ăn ba bữa, bây giờ bọn này phải cho ăn ba bữa ấy. Ba bữa thì mỗi bữa 1/3, cứ cho quá một thìa đi tí cũng được. Bổ sung ấy cho nó. Cái này là nó bổ sung, vừa bổ sung chất mà nó vừa là tăng tiêu hóa, mà nó vừa là bổ sung vitamin với lại khoáng. Này mình ngâm nước lạnh nó không được ra thế anh. Đúng rồi, ngâm nước bình thường đấy, không chứ không ngâm nước nóng, là ngâm nước nóng là nó hỏng hết đấy. Cái đấy là cái khăn để lau cho nó. Khăn lau. Hạt này. Chị ve này. Chị run này. Run là khi nào là mình nhổ này? Ở đây trong sổ này nó có ghi rồi. Chị run là anh mới trị xong hôm 30 tháng 6. 30 tháng 6 là 15 tháng 8 mới về trị tiếp. Vào mùng 1 tháng 10, 1 tháng rưỡi một lần. Nhưng mà cái chỗ này là cho nó là 4 liều.